Mến chào quý cô chú và anh chị. Đặc biệt ngày hôm nay em về một lô phù điêu Đức nha. Đó, đồng hồ Đức có nè, tạ lê lớn có, mờ quay bò lớn có, phù điêu. Đó, nay với lại mờ đồ của Đức nha. Bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn. Mã số 1A. Đầu tiên đó chính là một cây cân giá chất liệu bằng đồng nguyên con nha. Đó, trọng lượng nặng là 1,4 kg. Đường kính giá cân là 2 tấc nha cô chú chị mình ha, 2 tấc mốt em tính 2 tấc thôi. Nguyên cây bằng đồng chúng em đã chùi sơ sơ lại rồi. Rất là đẹp, hàng liền lạc lành lặn luôn, dây xích rất là bự. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. 1.100.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 1.100.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó. Cây mã số 2 cũng là y gan như vậy luôn nha. Đó. Cũng chất liệu là bằng đồng nguyên cây. Dây xích rất là lớn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nghe, từ giá cân cho đến dây xích luôn. Còn nguyên si là lặn luôn, cân giá bằng đồng. Cũng là 1.100.000 một cây. Đó, số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây em có những cây kèn của chú chị mình trưng đề co nha. Hàng này là chuẩn xưa cho chú chị mình luôn. Đó, để dành trưng đề co, đây là nhãn hiệu của nó vẫn còn nhưng mà đó là do nó bị đen thì chúng em không có mờ thấy thôi. Đó. Tên đèn, tên của cây kèn và nhãn hiệu vẫn còn. Liên lạc nha, cũng còn khá là đẹp. Mã số 3 em giao lưu là 1.200.000 bao ship toàn quốc nha. Đó, mã số 3, 1.200.000 bao ship toàn quốc. Đây. Tới cây mã số cây này đem cân thử rồi nha, cân hào thử rồi. Cây này là 2,4 kg chiều dài nha. Chiều dài là 60. Miệng kèn này là 2,5 tấc. Hàng liên lạc là lặn luôn. Để em coi cái nhãn hiệu nó nằm đâu nha cô chú chị mình ha. Đó. Nói chung là những tên nhãn hiệu vẫn còn. Nhưng mà để tại vì nhiều khi cái màu đen cái chữ nó hơi mờ em nhìn không rõ nha. Đó. Đây, nhưng mà cô chú chị mình nhìn thì đồ này là biết đồ chuẩn xưa rồi nha. Đó, bao đẹp quý của chú chị mình luôn. Nói kèn này là không có chê được chỗ nào hết, rất là nặng. Đó, chất liệu bằng đồng nguyên con. Cô chú nợ mình chân đề co không có, rất là đẹp nha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây tới cây này nha. Cây này nhãn hiệu nằm đây nè cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, chất liệu cũng là bằng thau luôn nhưng mà nước si vẫn còn. Đây để em quay lên cho cô chú anh chị mình thấy nha. Đó, rất là dài. Cây này dài cũng cả mét, mét mấy á. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Đó, rất là đẹp. Liên lạc và cũng lành lặn luôn. Đó, cây này em cũng giao lưu là giá là 2,000.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Chất liệu là bằng đồng. Mã số 6. Đó, chính là những cây đèn dầu nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này thì chân á thì có chấm hàng lại tí xíu, bầu này hơn 1 lít dầu. Đó, bầu này có 1 lít dầu nha cô chú anh chị mình nha. Cây này thì 2,300.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, mã số 7. Cũng là cây đèn dầu luôn nha. Bầu này hơn 1 lít dầu. Đó, 2,2 triệu. Cây này là 2,200.000 bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn. Một chục cái dĩa nha. À, một chục cái chén Nhật xưa. Chuẩn xưa nha của chú anh chị mình ha. Đây, của chú anh chị mình xem mọc này là nhìn đã biết rồi. Những cái chén này tuổi đời em bao cho chú anh chị mình luôn. Tầm từ giá là khoảng 70 năm trở lên. Dưới 70 năm em tặng của chú anh chị mình làm kỷ niệm. Đó, hàng này là hàng nội địa nha. Đó, lành tích. Đó, cái nào cũng lành tích hết, 99%. Đường kính chén là 1,1 tấc, chiều cao là 6 phân. Hàng liền lạc lành lặn luôn. Tích này là mai lan cúc trúc. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Tích này là long phụng nha, cái nào cũng có mọc lò dưới đế chân nha. Cô chú chị mình xem giùm em. Một chục cái lành tích. Đó, rất là đẹp, có cái này thì nó khờ nhẹ thôi nhưng mà không sao nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, miệng dành đồ con nguyên si lành lặn. Em mới sưu tầm được có chỉ có 10 cái này thôi. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, chục cái này có giá là 2,800.000, 2,8 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây, tới mã số 9. Đó, dĩa này cũng là chuẩn dĩa Nhật xưa nha. Đường kính là 1,4 tấc. Đó, cái tích của nó là trúc lâm thất hiền. Đó, mọc này là mọc xanh dưới đế nè. Rất là đẹp. Nói chung là cái này cái nào cũng là chuẩn xưa hết. Đó. Nếu mà cái nào mà không chuẩn xưa thì của chú chị mình trả lại cho em. Tuổi đời em bao trên 70-80 năm. Đó. Không dưới nha. Cuốn thư. Đó.
Có cái này nó hơi khờ khờ nhẹ nha. Đó. Nói chung là 10 cái thì nó có một cái thôi, nhưng mà nó đồ này là đồ chuẩn xưa rất là đẹp. À, một chục cái này thì em giao lưu là 2.600.000, 2.600.000 bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Mã số 10. Đó, một cặp đôn voi nha. Cao 1.6 m, chiều dài con voi là 1.6 m luôn, voi gạt tàn thuốc. 500.000 một chục, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình nha. 500.000 một cặp bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Đó, một cái đồng hồ hộp nha. Ba nồi. Đây, mặt đồng hồ của chúng chị mình xem giùm em rất là đẹp. Đó. Chạy đùm ba lăng xê, mình để đường nào thì chạy cũng vẫn đẹp hết trơn nha. Đó, hàng này là chuẩn xưa cho chúng chị mình luôn, của Đức quýnh rất là hay. Đó, chưa chùi dầu vệ sinh máy móc gì hết, chạy đùm ba lăng xê. Đây, máy đóng dệt manin của chúng chị mình xem giùm em nha. Đặc biệt là 8 gông, 8 búa. Đó, bằng thao hết, tất cả đều chạy bằng động cơ. Chạy bằng cơ, 8 gông, 8 búa hết, máy là máy lớn. Bao đẹp, bao xài. Đó. Đây, quý anh chị mình xem giùm em ha. Chân là bọc đồng hết, chân là chân đồng hết. Hàng này là chuẩn đồ Đức xưa nha. Hàng nội địa của Đức. Đó. Quý anh chị mình không có xem là không có chê được chỗ nào hết. Cây này thì em giao lưu với quý anh chị mình luôn, có giá là 11.500.000. 11.500.000 bao ship toàn quốc và em bao đẹp nha. Mã số 12C, một cây quay bò. Đó, 3 gông, 2 nồi. Đó, đây. 3 gông nha cô chú chị mình ha. Chưa có vệ sinh chùi dầu gì hết trơn nha cô chú chị mình ha, 2 nồi. Chiều dài là 57. Chiều dài 5.7 m, chiều cao là 2.1 m, chiều sâu vô là 1.5 m, hàng liền lạc lành lặn, thùng còn khá là đẹp. Đó, quay bò. Đó, này là của Đức nha, 2 nồi. Bao đẹp cho cô chú chị mình luôn. Đó, bao xài luôn. 2.900.000. 2.900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Những cái đồng hồ bên em của chú chị mình cứ an tâm về xài là thoải mái vô tư, khỏi sợ, khỏi lo, khỏi gầu luôn nha. Đây tới cây mã số cây mã số 13 cũng là 3 nồi luôn. Đó, cũng là 2 nồi luôn, em xin lỗi nha. 2 nồi, 3 gông, 3 búa. Đó, nhãn hiệu nằm dưới đây nè, cô chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Thùng thì còn nguyên si lành lặn, gỗ sòi nước ngoài, bao đẹp cho cô chú chị mình luôn. Chiều cao 2.4 m, chiều dài 45. Đó, kiến nó cũng còn liền lạc lành lặn. Nói chung những cái đồng hồ quay bò này thì em bao xài hết cho cô chú chị mình luôn, khỏi sợ khỏi lo. Đó, chiều sâu vô của nó luôn cũng là 1.6 m. Mã số 13 cũng có giá là 2.900.000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó, mã số 14 cũng là một cây quay bò 2 nồi. Đó. Đó, cũng là 3 gông luôn nha. Đó, 3 gông 3 búa luôn. Chiều dài là 60. Chiều cao của nó luôn là 2.3 m, chiều sâu vô là 1.5 m. Đó, cây này cũng đang xài bình thường luôn. Quýnh rất là hay nha cô chú chị mình ha. Tuy gần 3 nồi nhưng mà quýnh rất là lực, rất là hay. Hàng liền lạc lành lặn luôn của Đức nha. Đó, cây này thì có giá là 3 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Đó, nội mà cái thùng này không là bây giờ là mình mua tầm khoảng có 2 triệu bạc rồi. Đó, đây tới phù điêu. Phù điêu này thì em bao cho quý anh chị mình luôn là chuẩn xưa. Đó, đồ này là đồ chuẩn xưa nha quý anh chị mình ha. Bao đẹp luôn, chất liệu bằng đồng. Bao đồng nha. Đó, bao là hàng của Đức luôn nha. Đó, đây. Đó, máy là em bao là đóng dệt manin đàng hoàng nha cô chú chị mình ha, không phải là hàng Trung Quốc nha. Máy là đóng dệt manin đàng hoàng, của chú chị mình lưu ý giùm em. Đó, máy là em bao không tu dồn. Thứ nhất, thứ hai nữa là máy đóng dệt manin. Đây. Bề ngang lớn nhất của nó luôn là 4 m, chiều cao cao bồi là 4.2 m. Đó, chất liệu bằng đồng nguyên con rất là đẹp. Đồng nguyên khói, cặp chân nến kế bên của nó luôn là 5 kg. Đó. Đây, chiều cao cặp chân nến là 44. Đó, 5 kg nha. Cần thử cái đồng hồ luôn nha. Những cái đồng hồ này, phù điêu này là em bao xài cho cô chú chị mình thoải mái vô tư. Cô chú chị mình khỏi sợ và khỏi lo. Hàng này thì em bao test, bao xài. Đây, phù điêu là tổng cộng là 7 kg nữa đi. Đó, 7 với 5 là 12 kg. Đó, em bao là 12 kg trở lên. Đây, mã số 15. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng là
có giá là 16 triệu. Đó, đây mã số 16. Đó, nãy là 15 nha, 16 triệu. Đây là mã số 16, một cái phù điêu đá nhảy dây. Đó, cũng là hàng của Đức luôn. Chất liệu là bằng đồng với đá, rất là đẹp, liên lạc lành lặn. Đó, không có bị bể mẻ đắp giá bất cứ chỗ nào hết. Thứ nhất, thứ hai nữa là em bao đồ là máy móc không tu dồn. Chứng đồ xưa, chứng đồ của Đức, chạy đùm 3 lăng xê. Đó. Em đo chiều cao nha. Tổng chiều cao hết đát của nó luôn là 6 tấc 1. 6 tấc 1 tính 6 tấc thầy. Bề ngang của nó luôn là, tổng bề ngang của nó luôn lớn nhất là 3 tấc rưỡi. Phù điêu. Đó. Còn liền lạc lành lặn, vẫn xài tốt bình thường. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha, cái này là hết cost rồi nè. Đó. Nói chung là cô chú chị mình mua đồng hồ bên em sẽ vệ sinh chùi rửa sạch sẽ, em đã bao xài cho cô chú chị mình rồi. Thì cô chú chị mình khỏi sợ và khỏi lo nha. Đó. Để cho kỹ cái chân chật cái chân bên đây nữa nè. Đó, đây. Đó, hàng này là hàng của Đức nha cô chú chị mình ha. Đây, chất liệu bằng đồng nguyên con rất là đẹp. Mã số 16, cặp chân nến. Nội mà cặp chân nến không là 12 kg nha. Rất là nặng, rất là bự. Đây, tổng chiều cao cặp chân nến á là 68. 68 nha. Đó, 7 ngọn nến. Đây, cô chú chị mình xem giùm em ha. 3, 6, 7 ngọn nến nha. Đó, cặp phù điêu chân nến đá trắng. Đây. Đó. Còn cái này thì khỏi chê chỗ nào rồi. Đây, bỏ qua cân thử coi nha. Mã số 16 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình, có giá là 25 triệu 500 ngàn. 25 triệu 500 ngàn nha. Bao ship toàn quốc, 14 kg nữa. Đó. 25 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây, tới mã số 17. Đó, cái này là em mới về lại được tầm hẳn cỡ chừng 15 cây. 15 cây nha, hổm gầy là đã hết hàng rồi. Đó, mà cô chú anh chị mình có nhu cầu quá em biết săn lùng. Đó, như ngày hôm qua em săn lùng lại được là 15 cây tạ lê. Đó, hàng này là hàng lớn nha. Đó, hàng này là hàng xây lớn nè. Chiều cao của nó luôn là 65, tức là 6 tấc rưỡi. Bề ngang lớn nhất em đo lớn nhất của nó luôn đi là 2 tấc rưỡi. Đó, tạ lê. Quýnh chung chén rất là hay, chén rất là lớn. Mới về chưa vệ sinh chùi rửa luôn nha. Đó, hàng còn nguyên si là lặn luôn. Chạy đùm. Đó, chạy là chạy tạ lê nha cô chú chị mình ha. Đó, tạ là tạ đặt luôn. Xung quanh này nè. Đó. Xung quanh này đều là đồng hết nha. Tất cả đều mặt đồng hồ này là đồng hết. Đó, xung quanh là bọc đồng hết nha cô chú chị mình ha. Đó, này là đồng không nha. Đó, tạ lê này em bán rất là nhiều. Em mới về lô này khoảng có 15 cây thôi. Đó. Đây. Của chú chị mình nhanh tay thì ủng hộ giùm em, chân thành rất là cảm ơn nha. Đó. Cây tà lê này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3 triệu 800 ngàn. 3 triệu 8 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đặc biệt những cái tà lê này thì em bao xài. Đó. Bởi vì cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đó. Chuyến rồi là em về là hết trơn nguyên cái lô. Và chuyến này về được 15 cây à, không có nhiều. Đó. Siêu tầm được 15 cây, năng nỉ dữ lắm ông mới chia lại nè. Chiều cao là 60. Bề ngang lớn nhất của nó luôn cũng là 2 tấc 6, cũng là tạ lê luôn. Tùy theo của chú chị mình lựa mẫu nha. Thùng thì em bao nguyên si là lặn, máy móc thì em bao xài thoải mái vô tư. Xung quanh này thì em bao là đồng, những cái phù điêu này là đồng hết. Chuông là chuông chén rất là hay. Đó, quýnh rất là gian dội nha. Đó, nội mà tiếng chuông nó không, mình nhìn mình nghe mình đã ghiền rồi. Đó, thùng nó cũng còn nguyên si, tại vì hàng này là hàng lựa, hàng tiễn ra nha. Đó, để giao lưu với cô chú anh chị mình. Đồng giá cũng là 3 triệu 8 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. 3 triệu 800 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Bao xài thoải mái vô tư, khỏi sợ khỏi lo. Hàng bao thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Đó, cứ đem lại đi rồi nữa rồi mình gắn lại cho cô chú anh chị mình ha. Mình phải vệ sinh lại đàng hoàng cho chú chị mình mới được. Đây là dây xích của nó đây. Mã số 19. Đó, chiều cao. Chiều cao là 6 tấc 3. Đó, bề ngang lớn nhất của nó luôn cũng là 2 tấc rưỡi. Cũng là tạ lê luôn. Chất liệu bằng đồng xung quanh này hết.
Đó, quýnh rất là hay, tà lê này em bán rất là nhiều, của chúng chị mình cứ an tâm khỏi sợ và khỏi lo. Chiến rồi cũng được 16 cây, chiến này em siêu tầm về được 15 cây. Đây của chúng chị mình xem máy giùm em ha, máy là đóng dệt manin đàng hoàng. Đó, bởi vì của chúng chị mình mua hàng bên em là cứ an tâm. Đó, em đảm bảo chất lượng, đó, và số lượng cho của chúng chị mình cứ yên tâm nha. Khỏi sợ gì bên em hết, không đúng hàng thì cứ trả lại, em không lấy 1.000 phí ship của chúng chị mình luôn. Đó, hàng em bán là em bao. Đó, 6-7 năm nay của chúng chị mình rồi. Của chúng chị mình cứ an tâm ủng hộ bên em là khỏi sợ khỏi lo. Cây mã số 19 này cũng là 3.800.000 bao ship toàn quốc cho quý của chúng chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 64 64. Đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 20A. Đó, một bức tranh. Đó, chất liệu gỗ này chắc bằng gỗ quá à. Cao 60, bề dài, bề dài là 1m2. Đó, cái này là chuẩn xưa luôn nha. Cái này là tầm từ giá 3-40 năm trở lên rồi. Còn một tấm duy nhất em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, giá đặc biệt và ưu đãi. Đó, tấm này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn là có giá là 1.800.000. 1.800.000 bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Mã số 21, em còn một cặp đôn cây. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đôn vuông, còn chỉ có một cặp duy nhất nha. Hai cặp bán một cặp, còn một cặp. Mã số 21A. Chiều cao của nó luôn á là 80. Mặt đôn là 3 tấc 1, vuông dứt nha. Hàng liền lạc lành lặn luôn. Đó, em đã phun bóng lên rất là đẹp. Đây, chất liệu gỗ là bằng gỗ nha. Hai thớt, thớt trên thì vẫn để được, thớt dưới nó vẫn để được nha quý vị mình ha. Một cây là 2.500.000, một cặp là 4.500.000, bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, mã số 22, đó chính là một cặp nai. Đó, nai này là nai chuẩn xưa nha, rất là đẹp luôn nha quý chú anh chị mình ha. Đó, chuẩn già chứ quên. Đó, tuổi đời nai này tầm khoảng chừng 20 năm thôi, chứ không có xưa nha. Đó, mua bán em có sao nói vậy. Chiều cao là 1m6, tính từ sừng đi xuống luôn. Hàng này cũng lọt hàng hiếm rồi nha. Chiều cao là 1m6 từ trên xuống dưới. Da dẻ nhìn con nai nó rất là già, sần sùi hết trơn. Cái này mình đánh bóng lại một cái nó rất là đẹp nha. Đó, trên mình thì ẩn bông mai. Đó, tích thì tùng lọc, ẩn bông mai thì của chú anh chị mình khỏi khỏi lo rồi. Quanh bụng con nai là 88, hả, phát phát luôn, rất là đẹp. Chất liệu bằng đồng nguyên con, vẫn ngồi được bình thường nha. Mình cởi mình ngồi bình thường. Chất liệu là bằng đồng. Đó, cặp này là không có chơi được chỗ nào hết trơn nha cô chú anh chị mình ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 59 triệu. 59 triệu bao ship toàn quốc. Còn cân nặng thì chút xíu nữa em sẽ cân nặng cho cô chú anh chị mình biết nha. Tại vì giờ nếu mà cân thì nó hơi lâu. Đó, cô chú anh chị mình muốn thì cứ giao lưu qua Zalo của em thì em cân nặng cho. Đó, 59 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn, đặc biệt là bao đánh bóng lại luôn. Đó, chất liệu là bằng đồng. Mã số 23A. Một bộ bàn ăn 8 ghế. Đó, em đo trước cái bàn nha. Chất liệu là bằng đá. Bàn này khoảng 3 người ginh mới nổi, 4 người ginh mới nổi nha, rất là nặng. Chiều dài cái bàn là 1m75. Bề ngang là 9 tấc 3. Hàng liền lạc lành lặn. Cận ốc rất là đẹp, chiều cao là 80. 8 cái ghế. Ghế này là bề ngang nhỏ nhất của nó luôn á là 47, bề ngang lớn nhất là 53. Chiều cao vách lưng ghế này là 1m1. Đó, ghế cẩn hai mặt, 8 cái ghế và một cái bàn ăn. Chất liệu gỗ là bằng gỗ, tuổi đời em bao trên 20 năm. Đó, liền lạc lành lặn không mất con ốc nào hết. Bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Đó, có giá là 75 triệu, 75 triệu em bao phí ship cho chú anh chị mình luôn. Đó, là 1.000 cây số nha. Đó, 75 triệu bao phí ship 1.000 cây số. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.